Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Người Việt và các tổ chức Hội đoàn Người Việt tại Hàn Quốc, chiều 24 tháng 7, rất đông người Việt Nam là lao động, sinh viên, lưu học sinh đã tập trung tại quảng trường Bưu Điện, trung tâm thủ đô Seoul, ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc để tiến hành biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đoàn người biểu tình hô vang các khẩu hiệu bằng tiếng Việt, tiếng Hàn, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Hoan nghênh phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài thường trực PCA. Đoàn biểu tình cũng đã cử đại diện trao tuyên bố chung của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc được dịch ra 3 thứ tiếng Anh, Hàn, Trung cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc, trong đó khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông và phán quyết của PCA, chấm dứt ngay lập tức các cuộc tập trận và rút toàn bộ các trang thiết bị quân sự ở Hoàng Sa và các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở Trường Sa. Đây là lần thứ 3 trong năm 2016 cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Vừa qua, Hội Quý tộc Những Người Anh Em Stanislav ở thủ đô Warsaw, Ba Lan đã tổ chức lễ trao bức thư gửi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA về Biển Đông. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Ngài Rizat Murad và các thành viên cao cấp của Hội Quý tộc Những Người Anh Em Stanislav, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và một số hội đoàn trong cộng đồng người Việt. Nội dung bức thư nhận định phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực là rất đúng đắn khi bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về đường chín đoạn, cũng như bác cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, đã công nhận các lợi ích hợp pháp và vốn có của các nước khác ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Hội tuyên bố hoan nghênh và cổ vũ quyết định này của PCA, cho rằng phán quyết này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông. Hội ủng hộ đối với những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của đất nước bằng biện pháp hòa bình. Trong đó có yêu cầu của Việt Nam đề nghị Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế và kết thúc những hành động gây hấn trên Biển Đông. Người dân Ba Lan gửi đến những người bạn Việt Nam lời cầu chúc, cầu mong các bạn được hạnh phúc và sống trong hòa bình. Sau buổi lễ, bản hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam bài Làng Tôi do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn đã góp phần làm cầu nối văn hóa Việt Nam - Ba Lan. Thưa quý vị, ở Đài Loan hiện có khoảng 174.000 người lao động Việt Nam. 2/3 trong số này là thanh niên tại các công xưởng tập trung ở các thành phố Đài Trung, Đào Viên, Tân Bắc, Đài Loan. Tuy làm việc xa quê, nhưng các bạn trẻ ở đây luôn có những hoạt động thiết thực thông qua các hội đoàn bằng tấm lòng cao đẹp của mình hướng về đất nước, hướng về biển đảo quê hương. Ở xa tổ quốc, nhưng trái tim trẻ trung của những thành viên trong Hội đồng hương Nam Định tại Đài Loan luôn hướng về quê hương và theo dõi tin tức từ nơi xa biển đảo. Hội đã tổ chức cuộc họp để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông, giúp các hội viên hiểu thêm về biển đảo Việt Nam. Để tỏ lòng biết ơn lực lượng hải quân đang ngày đêm canh giữ vùng trời biển đảo của quê hương, hội đã kêu gọi các hội viên quyên góp gửi quà đến các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù xa quê hương nhưng chúng em vẫn luôn theo dõi thông tin về biển đảo quê hương. Hôm nay em đã kêu gọi các hội viên của Hội Đồng Hương Nam Định quyên góp để quan tâm đến các chiến sĩ nơi biển đảo. Chúng em mặc dù ở Đài Loan xa xôi nhưng tấm lòng lúc nào cũng hướng về quê hương, hướng về các chiến sĩ. Cảm ơn các chiến sĩ ngày đêm đã canh giữ biển đảo, bảo vệ quê hương và đất nước. Cùng với Hội Đồng Hương Nam Định, Hội Từ Thiện Tâm Phật tại Đài Loan đã tổ chức buổi gặp mặt các hội viên vào ngày nghỉ cuối tuần để cùng nhau tìm hiểu thêm về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Sau hơn một năm thành lập, hiện nay Hội Từ Thiện Tâm Phật đã có hơn 30 hội viên tại Đài Loan với những hoạt động giúp đỡ những lao động ốm đau, tử nạn, hỗ trợ kinh phí cho các bệnh nhân nghèo. Thông qua những hình ảnh về quê hương, về biển đảo, các hội viên cảm nhận được công việc vất vả của các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ đảo xa.
trong tim em có một khát khao là luôn hướng về quê hương để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và giúp các chiến sĩ và các gia đình của chiến sĩ vượt qua những khó khăn và để cho các chiến sĩ có niềm tin vững vàng để bảo vệ tổ quốc và biển đảo. Hướng về quê hương, hướng về biển đảo Việt Nam thân yêu là trách nhiệm thiêng liêng của những người con xa xứ. Điều này không chỉ vun đắp lòng yêu quê hương mà còn gắn kết những người Việt trẻ tại Đài Loan gần hơn bên nhau để tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí kiên cường và khẳng định sự quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tại Đài Loan hiện có hơn 5.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại gần 70 trường đại học có uy tín. Các sinh viên tại đây không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của mình mà còn cùng nhau hướng về quê hương, hướng về biển đảo của Tổ quốc Việt Nam với những tình cảm vô cùng gắn bó. Mời quý vị đến với những chia sẻ về việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và lời nhắn nhủ của các sinh viên Việt Nam tại một số trường đại học ở Đài Loan với các chiến sĩ ngoài đảo xa. Bảo vệ biển đảo giống như bảo vệ máu thịt của bản thân mình, bảo vệ gia đình mình. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi càng hiểu sâu sắc hơn cuộc sống, công việc của các chiến sĩ nơi hải đảo. Các anh là những người lính ngày đêm bám biển, bám đảo, bảo vệ vùng trời, vùng biển, ngư dân, đất nước. Mặc cho khó khăn, gian khổ, xa gia đình, các anh vẫn luôn vững tâm chiến đấu. Điều đó làm tôi luôn kính phục các anh. Các chiến sĩ ơi, hãy luôn vững tay súng nhé. Chúng ta sẽ luôn chung tay góp sức bên các anh bảo vệ vùng trời biển đảo quê hương. Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ thiêng liêng của mọi công dân Việt Nam, dù bạn ở trong nước hay nước ngoài, dù bạn là thanh niên, sinh viên đang học tập hay là đang làm việc, thì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ trong hành động và suy nghĩ của mọi người. Các chiến sĩ ở ngoài biển đảo, các anh cứ yên tâm, các anh luôn luôn ở trong trái tim của mọi công dân Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn hưởng ứng tất cả những hoạt động thiết thực để bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Và tôi cũng như tất cả những người Việt Nam luôn tự hào về các anh. Bởi vì bên cạnh những cuộc sống khó khăn tại vùng biển đảo, thì các anh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vùng trời vùng biển của Việt Nam. Và chúng tôi, những người trí thức trẻ, muốn gửi đến tất cả các anh lời biết ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng. Và niềm tự hào khi chúng tôi có các anh và sẽ luôn luôn bên cạnh các anh khi các anh cần. Theo em, biển đảo Việt Nam là của Việt Nam, trong đó bao gồm Trường Sa và Hoàng Sa. Thì việc bảo vệ chủ quyền biển đảo đó là quyền và trách nhiệm chính đáng của mỗi người dân Việt Nam. Là một sinh viên được học trong môi trường quốc tế, thì cá nhân em nhận thấy là mình có thể tích cực tìm hiểu các cái thông tin về biển đảo để phổ biến các thông tin này cho các sinh viên quốc tế học cùng trường. Thông qua đó mà các sinh viên quốc tế có cùng một tiếng nói chung ủng hộ biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay. Xin thay mặt cho toàn thể sinh viên Việt Nam đang sinh sống và tập tại Đài Loan, xin gửi lời chúc mạnh khỏe vững vàng đến các cán bộ chiến sĩ đang bảo vệ vùng trời biển đảo của quê hương và đất nước. Xin chúc các đồng chí bền gan vững chí vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong công tác. Nhân dân kiều bào quê hương đất nước luôn ở bên cạnh các đồng chí, làm họ vương vững chắc cho các đồng chí và cũng sẽ đấu tranh cùng các đồng chí. Chào thân ái và quyết thắng từ Đài Loan. Hai chị em song sinh Đặng Mai Nhi và Đặng Linh Nhi sinh năm 1994 đã khai trương một siêu thị mini thực phẩm gia vị các món ăn Việt Nam mang tên Little Hà Nội trên đất nước Nhật. Siêu thị mini này được đặt gần ga trung tâm ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. Đặng Mai Nhi và Đặng Linh Nhi đã giới thiệu nhiều món ăn độc đáo, ẩm thực Việt tới đất nước Nhật Bản. Những hình ảnh về siêu thị Việt của hai chị em Đặng Mai Nhi và Đặng Linh Nhi cũng khép lại bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.